Em nói Ngài Khải tí xíu thôi, là cái nước Việt Nam mà tưởng như là vợ của Ngài Khải thằng khác nó yêu mất rồi, không tới lượt Ngài Khải sao nó nhận thức lại đi chứ. Ngài có tỉnh táo kiểu gì thì tỉnh chứ, Ngài đừng tưởng nước Việt Nam là vợ của Ngài. Nói riêng đi Nam Phong. Các bạn vừa đấy, các bạn trước kia các bạn nhìn Nhân Khải, bây giờ vừa rồi các bạn nhìn Nhân Khải, nhưng các bạn thông cảm, không ở trên diễn đàn này không ai chửi Khải nhá. Mà anh thấy Khải dạo này coi như là làm quái là khói gần nửa đỉnh đầu rồi. Nói chung là thôi Khải ạ, chịu khó làm ăn đi, mà nói chung là chịu khó mà uống thuốc nhiều vào để chữa bệnh thần kinh. Anh nói rất chân thành nhá Khải nhá, chứ còn anh chưa bao giờ anh nói nặng mày. Khải nó giỏi lắm chú Bằng ơi, mẹ nó kỹ sư về máy tính đấy. Lừa không đâu. Thì biết rồi, cái chuyện giỏi về chuyên môn thằng ấy nó giỏi như thế, anh biết mà. Khải nào anh? Mới nghe. Không, Khải nó ở bên quận 2 mà nó cũng có một cái cửa hàng mà. Đây là Khải à, anh Khải người Hải Dương, gốc Hải Dương, gốc Hải Dương bây giờ. Đúng rồi, gốc Hải Dương. Đấy, nhưng mà hiện nay ấy, nó không, cái chuyện này là làm mình vừa nãy mình nói rất thật, không phải nói chơi đâu. Khải hiện nay nó bị bệnh tình, bị thần kinh một chút mà thành cùng là cứ nó hiện nay nó đang uống thuốc ở bệnh viện Chợ Quán mà nó nói là tại sao mà em cứ phải ấy, xong rồi em đến đấy em lấy thì nó chung cái thuốc ấy nó mới hiệu nghiệm, còn mấy cái thuốc ở cái hiệu thuốc kia vớ vẩn nó Khải nó thôi các bạn bây giờ ngoài anh chào anh Phong à. Rồi chào là anh Bằng với anh Châu Phan các anh chị em. Bây giờ chào Nam Phong. Chào mọi người các biết chụp cái gió chứ Bằng ơi. Nếu mà cái ông Khải đó mà như vậy thì chúng ta nên thông cảm, bởi vì luật pháp chúng ta cũng đã có gọi là không có gọi là luận tội những người mà giống như là chúng ta bị gọi là thần kinh chẳng hạn, ví dụ vi phạm pháp luật thì nếu mà miễn anh ta bị tâm thần thì chắc chắn là anh ta sẽ được xá tội, cho nên thôi chúng ta thông cảm. Nên anh có phát ngôn như thế nào thì chúng ta cũng coi như là một cái người thần kinh phát ngôn, nên thôi thông cảm không gì hết. Cứ anh Khải nha, chịu khó chữa bệnh cho nó, nếu mà nó hết thần kinh thì lên em tiếp. Còn vấn đề thì em xin chia sẻ một chút. Chiều nay đang ở trong nhà thì thấy một cái đoàn những cái nhà sư á, ở cái chùa Hoàng Pháp ở Vũng nè, họ đi họ chở xe nhiều lắm, gạo mì rồi nói chung là đủ thứ á, tới đem loa tới gọi những người dân mà ở trong mấy khu cách ly nè, đó là ở trong nhà, xong rồi họ đem đến từng nhà từng phần á. Là em có ra em chụp mấy tấm hình em mới đăng lên Facebook á, thì rõ ràng chúng ta thấy đó, cái ngọn lửa mà yêu thương trong cái dân tộc Việt Nam này hầu như là không bao giờ tắt. Ở đâu có khó khăn, ở đâu có hoạn nạn thì ở đó sẽ có những cái mạnh thường quân, những cái tổ chức đoàn thể, và ở Phật giáo cũng vậy, Phật giáo họ cũng làm rất là nhiều những cái công việc thiện nguyện này. Thì em thấy hay quá, em ra em chụp mấy tấm ảnh là em có đăng lên Facebook. Thì cái đó nó thể hiện được không phải riêng gì các nhà sư của Phật giáo đâu, mà đó là cái tinh thần dân tộc, là đạo đức của người dân tộc Việt Nam. Đó thì nói đến cái vấn đề này chúng ta nói nhiều rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta đem so sánh đi, so sánh với cái đám mà nó nói, nó mở miệng ra lúc nào nó kêu nó yêu nước, nó thương dân á, cái đám mà ba que dân chủ á, thì chúng ta thấy liền, thấy rõ ràng nha. Ví dụ như trong cái đợt dịch này, có bao giờ chúng ta thấy ông Nguyễn Quang A, thằng Nguyễn Lân Thắng hay là những cái kẻ dân chủ khác nó đứng ra nó vận động để giúp cho nhân dân không? Không hề. Không phải bây giờ đâu, nhưng mà xuyên suốt cả cái quá trình rất nhiều năm nay chúng nó chỉ chống phá. Còn những khi mà đất nước này chúng ta lâm vào những cái gọi là cái hoạn nạn giống như thiên tai dịch bệnh chẳng hạn, thì chưa bao giờ thấy một cái thằng dân chủ ba que nào nó đứng ra nó vận động để mà nó cùng với đảng, với nhà nước, với các cái đoàn thể, với nhân dân để hỗ trợ những cái người gọi là khó khăn đó trong thiên tai dịch bệnh. Thì chúng ta bao nhiêu đó thôi chúng ta đã nhận ra cái bản chất của nó. của nó. Nguyễn Quang A bận nó đi đang xem thông tin bên chính trị bên Myanmar rồi. Nó đang ủng hộ dân Myanmar. Đó là vậy nè. Những cái vụ án ví dụ như là những cái vụ mà liên quan đến an ninh chính trị á, là tụi nó y như những cái con kền mà đói bắt đầu nó bu vô, nó rỉa cái xác thối thôi, giống như xác Kình Già chẳng hạn, hay là Hồ Duy Hải, vườn rau Hưng Lộc rồi đó. Chúng ta nhìn, chúng ta chỉ cần nhìn nhiêu đó chúng ta đủ biết cái đám này nó yêu nước như thế nào. Còn nói cái vấn đề cái thằng nào mở miệng ra kêu yêu nước, ba cái thằng dân chủ ba que, mấy cái thằng hải ngoại mở miệng yêu nước, nhưng mà khi đất nước này có những cái gọi là những cái thành quả thì chúng nó luôn xuyên tạc, luôn cười khẩy, luôn chê bai đó. Còn khi chúng ta gặp hoạn nạn thì sao? Thì nó cười, nó sướng đó, thì nó yêu nước à. Đó là cái hành động của những kẻ yêu nước à, thương dân à. Ở đây có rất nhiều, hôm nay tự nhiên ở đâu xuất hiện rất nhiều các cái cháu gọi là xuyên tạc viên bao que này, nhiều lắm. Thì mở não ra dùm để nhận xét dùm cái tập hợp này. Xin lỗi Nam Phong và xin lỗi tất cả các bạn này. Ví dụ các bạn vừa đã nhìn một cái số còm như cái kiểu bao que súng nó còm này. Các bạn biết là ai ai không? Nó Khải ở đây là ai nữa? Nói chung đấy, ở đây nhá, không biết là 57 nick. Anh nói chung là cái trình độ của anh thì có cái là anh phát hiện ra những trường hợp là nào ngay. Nhưng mà em hỏi anh Bằng cái này nè, là đúng là ổng bị bệnh, nhưng mà nếu mà ổng tạo nick mà ổng com như vậy là ổng cũng tỉnh lắm đó anh. Ổng cũng tỉnh lắm chứ không hề là. Nói chung là nó bị hơi thần kinh một tí xíu, chứ không phải là nó bị điên thật. Nó cũng bị coi như thần kinh nó bị ảnh hưởng một tí xíu. Nó cái phong cách về nghe em nói đầu nói đấy. Phong cách của Khải cái chơi về là mình sắp tất. Từ khi ở Panthog cái 10 năm trước ấy đã là một mình chửi cả Zoom rồi. Đấy, cả một mình chửi cả diễn đàn đấy, quen rồi. Nên bây giờ là cứ đi ra ngoài cũng thế thôi, giống nhau thôi. Đấy, nói như thế. Một mình chửi cả tất cả mình một phe. Long chia sẻ đấy. Quan trọng quá. Cái quan trọng là có cái chứng nhận tâm thần không, nếu mà có thì coi như bỏ qua cho anh Khải, còn nếu không có thì phép cho anh Khải thôi. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua Khải. Anh là những người mà anh chưa tiếp xúc với Khải, nhưng chưa nói chuyện với Khải, nhưng mà anh thỉnh thoảng anh xem các diễn đàn anh hiểu nó mà. Thôi các bạn bỏ qua. em biết. Khoa học ta gọi là tâm thần phân liệt đó, đa nhân cách đó. Để cho loại để cho nó thấy cái đám chống phá này nè, nó có một cái bệnh gọi là hoang tưởng cực độ anh, mà mấy anh em diễn đàn vừa rồi hôm nay chúng ta có thấy một cái thông tin là một cái ông mà có cái nick gì ta, Nguyễn Quang Nguyễn, nghĩa là thỉnh nguyện thư lên tổng thống Biden là đề nghị công nhận cái chế độ Việt Nam Cộng hòa lưu vong, đại khái vậy. Là cũng một cái chính phủ khác nữa, khác Đào Minh Quân, khác Kiều Đại Việt, khác Việt Tân. Tự nhiên em cười, em đọc xong em cười, ủa sao cái tụi này nó hoang tưởng đến mức độ mà mình phải là cực độ luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Phải công nhận nó thì nó cho gọi là lính Mỹ và Việt Nam. Rồi vậy nè, mình những cái tụi này nó thành lập không ngại, nó cũng chẳng liên quan, nhưng mà có một cái vấn đề mà khi tụi nó thành lập á, thì đa số thằng nào muốn xin tiền, mà muốn tạo tiếng vang, muốn xin được tiền á, không dễ như ngày xưa. Ví dụ như em nói là cái triều Đại Việt đi, nó muốn tạo tiếng vang thì nó phải kết nối với những kẻ gọi là ngu xuẩn ở trong nước, dân chủ ngu xuẩn trong nước, để mà tạo một vài cái gọi là tiếng vang, nó đánh bom rồi lại cái đốt phá đó, thì tạo tiếng vang đó mới xin tiền được. Anh nói với tất cả mọi người này, khi đầu tiên ấy thì anh nghe cái thông tin là cái thằng Quang Thế Nguyễn gì đấy nó thành lập cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong, anh chỉ nghe tin thôi, nhưng mà anh ấy phán đoán ngay, anh bảo là cái bước một là như thế, bước hai nào nó sẽ mời Mỹ vào, y chang các bạn theo đúng phán đoán. Anh biết một cái tút đúng không, một cái tút mà y chang nó mời Mỹ vào, và bảo nó nhiều đó rồi bán Việt Nam ngay cho Mỹ. Anh Phong mà nói là danh chủ thì phải thêm danh chủ cùi vô sau nữa, chứ còn mà danh chủ không là đôi khi là hiểu lầm. Danh chủ đích thực như ở Việt Nam người dân đang hưởng là danh chủ thực sự, còn cái đám danh chủ cùi kia là anh phải phân biệt ra, phải thêm chữ cùi vào mới được. Thôi bỏ đây, bỏ chữ cùi đi, mình sửa cái chữ dâm chủ được rồi, và phân biệt được dân chủ dâm chủ. Cái tụi đó dâm đảng không à, cái thằng do đó mấy dâm đảng không à, mình sửa thành dâm chủ được rồi, hiểu rồi, khỏi con cùi nữa, nó dài dòng lắm. Đó thì nói thêm cái phần mà về mấy cái chánh phủ mà lưu vong nè, từ hồi qua đó thành lập tới giờ là nếu cái chánh phủ này nữa là thành là 10 rồi đó. À, một cái nhóm người không có đất nước, không có tổ quốc thành lập 10 cái chánh phủ để làm gì? Để lừa bịp, để ăn xin đó, để đi lừa đi mẹ người khác. Là các bạn là thấy cái thằng Kiên Giang nó mẹ nó còn một cái câu như thế này thì nó ví dụ cái bọn mà chống cộng cực đoan nó bảo chửi ai là bò vàng, ai bò đỏ. Nó là khi đất nước lân lặn là trách nhiệm của người dân phải không hả? Mấy anh người dân gạo không có mà ăn mấy gì đâu. Đấy, mấy giống như là ông Phạm Nhật Vượng, ông phải dân ông Kiên Giang. Bà Hằng bà phải người dân không? Chúng tôi đây phải dân không? Rồi những cái mạnh thường quân khác phải dân không? Trả lời em cái Kiên Giang bảo là ai không ăn thì đừng online nữa, xuống đi làm đi, cây tiền đi chạy Grab đi, lên đây online điểm gì mà kêu là không có gạo ăn. Xài điện thoại mắt con mà là như này này. Đất nước này là của ai? Là của toàn thể nhân dân Việt Nam, đúng không? Kể cả nhà nước này hoặc là 5 triệu đảng viên cũng là những người dân Việt Nam. Thì ở đây là trách nhiệm của cả dân Việt Nam. Tức ý thằng này nó nói là khi đất nước mà có hoạn nạn, có chiến tranh, đấy là trách nhiệm của nhà nước. Chúng tôi đóng thuế là vậy, chúng tôi cứ bỏ tiền đóng thuế, còn trách nhiệm của ông, đúng không? Thằng Kiên Giang này nó không biết nhà nước là ở đâu ra. Nhà nước là của ai? Là của những người dân. Người ta lo cho ai? Người ta lo cho dân, chứ có phải người ta cái tư tưởng đó. Chú Băng ơi, chú Băng, cái tư tưởng đó đúng rồi đấy, đúng Mỹ đấy. Khi mà thành ra là phải có tiền thì mới đi lính lại nhau ấy, đúng là Mỹ là như thế đấy. Việt Nam chính xác. Đúng rồi. Không, anh định nói là ngày xưa tụi nó quen là anh Bằng, có nghĩa là Mỹ nó về nó nắm rồi thì bây giờ Mỹ nó làm hết, nó lo hết. Mày đói mày khác thì Mỹ nó lo hết, nó quen rồi, quen cái thói đó rồi. Cho nên là bây giờ này, mình lại lật lại cái chuyện mà cái quỹ vaccine, đúng không? Thì bây giờ phải nói cho cái bọn mà bao quê ba cảm biết là như thế này này, để mà tiêm cho mỗi người dân đấy 75 triệu dân là 2/3 mà đấy. Số người dân tiêm vaccine thì mình cần 150 triệu liều vaccine, thì tổng số tiền để mình nhập 150 triệu liều vaccine đấy nó cỡ khoảng độ 25,2 ngàn tỷ, đúng không? Ở đây nhé, tôi nói với lại mọi người và cái nhất là cái bọn mà xuyên tạc nhá, thì các bạn thấy không, là các doanh nghiệp và các cá nhân chuyển khoản vào cái tài khoản của kho bạc nhà nước ở các ngân hàng thì hiện nay mới là chưa được 8 ngàn tỷ, đúng không? Còn lại người dân cái mà chuyển khoản vào đấy là không phải của doanh nghiệp không đâu, mà còn có cả các cá nhân nữa, cá nhân và các tổ chức thì chuyển khoản vào hiện nay chưa mới là 7.800 bao nhiêu tỷ ấy, chứ chưa được 8 ngàn tỷ, đúng không? Còn lại là hiện nay nhắn tin vào cái tổng đài 1408 ấy, là toàn bộ người dân, thì hiện nay cái tin nhắn ấy mới được có một, cứ mỗi ngày có khoảng 2-3 tỷ, mỗi ngày thêm 2-3 tỷ nữa, thì các bạn hãy nhắn tin vào, thì từ nay có khoảng độ bao nhiêu tháng 8 ấy là hết hạn, thì hiện nay đã được là hơn 101 tỷ, hơn 101 tỷ nhá. Thì là tổng cộng nhà nước mình đoán là tổng cộng thì kể của các doanh nghiệp và các cá nhân đóng góp vào cái vaccine ấy khoảng 8 ngàn tỷ. Thì hiện nay nhà nước đã phân bổ các nguồn, tôi nói các bạn nhé, ví dụ như cái ngân sách của nhà nước đấy, chỗ này là làm đường cao tốc, chỗ này làm sân bay Long Thành, chỗ này làm cái này, chỗ này cái nào cái khác đấy, thì mình chưa lấy cái tiền ở chỗ đấy ra, mà chỉ mình lấy tiền mà tiết kiệm. Bộ Tài chính nói là lấy tiền tiết kiệm từ những năm trước đấy, khi mình tiết kiệm được mình đưa ra, mình đưa vào cái vaccine đấy có khoảng 14 ngàn tỷ nữa, 14 ngàn tỷ, không quỷ hơn 12 ngàn tỷ, không 14 ngàn tỷ rồi. thì cộng với lại của những người mà tổ chức và các doanh nghiệp và cá nhân đóng góp vào, và tổng cộng hiện nay mình đã có 14 cộng với 8.000 tỷ nữa thì cỡ khoảng 22.000 tỷ. Thì nói chung là so với 25.2.000 tỷ thì hiện nay thiếu có khoảng hơn 3.000 mấy tỷ nữa thôi, đúng không? Còn cái chuyện người dân và các doanh nghiệp đóng góp vào đấy, đó là do cái sự tự nguyện. Nhất là bây giờ mình nói tất cả các bạn này, cái chuyện mà chuyển khoản thì những người dân hiện nay người ta sử dụng cái băng kinh rất là nhiều, cho nên ví dụ mình muốn đóng góp vào, mình chỉ ngồi mình bấm băng kinh ở nhà, mình đã đóng góp được rồi, mình có được ngân hàng mình đóng góp được rồi. Cho nên những cá nhân của các tổ chức mà những cái người mà gọi là khá giả một chút xíu ấy, thì người ta dùng băng kinh. Còn lại số những người dân bình thường, đúng không, thì người ta dùng cái nhắn tin. Mà tôi nói các bạn, nhắn tin thì cứ mỗi ngày 23 tỷ mà hiện nay đã là hơn 101 tỷ rồi. Thì ở đây mình mới thấy là những người dân Việt Nam, mình chưa nói cái tổ chức nhân, người ta ủng hộ cái quỹ vaccine này rất là tốt, mà qua đó mới thể hiện là người dân Việt Nam hiện nay ủng hộ cái chuyện mà chính sách của Đảng, của chính phủ. Đó. Tôi so sánh cái so sánh Mỹ với cả dân Việt Nam một cái. Được. Bác Hồ ngày xưa đúng không? Nếu Bác Hồ bác đã bảo rồi, lá lành đùm lá rách đúng không? Ở Việt Nam mình là nó gắn liền vào các cái kiểu như là từ những đời này đời sau ấy thì đều là có những gọi là các cái kiểu như là người lão như thế, nên là cũng có cái kiểu như là giúp đỡ mọi người trong nước. Nhưng bên Mỹ ấy, người ta là đề cao cái cá nhân nó lên để mà nói thì làm gì có cái những kiểu như là những cái quỹ cùng này chả mở đã trải đóng luôn đấy, chứ chẳng gì phải nói là để mà như ở Việt Nam bây giờ bên đấy nó kiểu như là không giúp, kiểu như là ví dụ ra đường thế thôi, gặp người này ngã cũng hay làm gì nữa, nó không kiểu như là giúp đỡ nhiệt tình nhiều phải làm đâu nhá, để mà nói thế vào lá chi Nguyễn này Việt Nam con kiểu ra đường mà lúc đó ngã vào con rút lên cả, chỉ sợ mẹ nó bắt đền, bố mẹ nó bắt đền, đưa báo công an phạ để bắt đền thôi, sợ hết được biết được. Ở đây ấy, ở đây ấy, Việt Nam mà khống chế được cái dịch Covid ấy chủ yếu là do cái gọi là cái đường lối, cái sáng suốt của nhà nước và chuyện của chính phủ mình vào Bộ Y tế, và thứ nữa quan trọng nhất là có được cái sự đồng lòng của những người dân. Đúng những thằng ba que mà cứ so sánh Covid như là Việt Nam mình là ngu hết, tất cả những con số, nhưng con người chết là biết ngay, cần gì phải so sánh. Còn những thằng ba que như khịa Covid Việt Nam là thằng ngu. Thế là ở đây mà mình nói đến em xin phép về cái nhà nước á, ông kệ Kiên Giang á, ổng nghĩ nhà nước là ai chứ? Những cái mà Kiên Giang gọi là nhà nước đó, cái mà gọi là bộ chính trị, cái gọi quốc hội đó là cái đội tiên phong của giai cấp công nhân và những cái người đảng viên là những tiền thân, là những cái người đoàn viên ưu tú, đoàn viên xuất sắc, có cảm tình với đảng thì được kết nạp vào đảng. Thì họ là ai? Họ từ người dân mà ra chứ đâu, từ nông dân, từ công nhân, đội ngũ trí thức, rồi là người dân. Họ là những người nắm quyền lãnh đạo đất nước, họ điều hành để cho người dân có cái công ăn việc làm, có cái cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc đấy, chứ không phải là nhà nước ở trên cung trăng á, rồi ở đây đó mà cai trị thành dân của họ bằng những cái sắc lệnh. Mà ở đây cái nhà nước là và nhân dân thì không thể tách biệt ra là làm hai được. Thì nhà nước là của nhân dân, mà nhà nước nhân dân Việt Nam mà, không chứ. Cho nên á, cái chuyện mà nhà nước hay là làm hay không làm, Kiên Giang ý muốn nói là so sánh với các nước tư bản, ví dụ như Mỹ. Thì ở Mỹ nó bóc lột biết bao nhiêu tiền thuế của dân, đóng bao nhiêu cái thứ thuế, còn riêng Kiên Giang đóng được cái thuế gì, có cái thuế gì đóng nói nghe thử đó. Thì Khải bây giờ này mày cứ lập rất nhiều nick, nhưng mà trong mày coi kích động như anh hiện nay, anh có email của anh ấy. Mày không hiểu Mỹ có email của anh ấy. Ở những người ngồi sau anh ấy, mẹ tiêu diệt cái nick của mày cứ là không thoải mái, mày còn trời ơi. Anh không hiểu bên Mỹ, những người ở trong đảng, như ở trong đảng Dân Chủ này hay đảng Cộng Hòa ấy, những người lãnh đạo đảng ấy nó có được lương không nhở? Cái tiền lương đảng người ta giả không nhở? Như ở Việt Nam mình là hầu như đảng là không được tiền rồi, là toàn hầu như phải đóng tiền phí đảng thôi. Mà bọn ba que nó cứ bảo là gì đảng là để lấy cái tiền của dân để nuôi đảng, chưa thấy gọi là ông cán bộ đảng là được tiền lương đảng đây cả, mà chỉ có mất đóng tiền đảng phí thôi đấy. Còn đảng ở đây á, đúng rồi, đảng phí ở trong đảng nó có được lương. Đảng viên là tự mỗi tháng đóng đảng phí để cái tiền nó sinh hoạt, còn mình không thích. Nói chung là sinh hoạt thì là đi, còn đi khi là hầu như là người ta đang công tác ấy thì còn hay đi sinh hoạt, nhưng mà về hưu là không đi. Ông già tôi này ngày xưa cũng trong bộ đội, bây giờ từ khi về hưu là chẳng biết đi sinh hoạt gì cả, không sinh hoạt đảng gì cả, chỉ thế thôi. Đóng tiền vẫn đóng tiền thì vẫn phải đóng, nó là không sinh hoạt gì cả. Em xin nói thêm cái vấn đề mà hồi nãy Thân mới nói là bổ sung thêm ý cho nó đủ nè. Vì sao mà chúng ta gọi là nhà nước nhân dân, của nhân dân á, thì nó đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta hiểu thì vừa rồi chúng ta bầu cử á, hội đồng nhân dân 3 cấp và quốc hội, thì ai bầu? Đó là những người dân, người ta cầm lá phiếu ta bầu, đúng không? Bây giờ chúng ta nói quốc hội đi. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đó là nhà nước đó, đúng không? Nhà nước là quốc hội, chính là cái cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Và chúng ta đã bầu ra cái cơ quan quyền lực. Từ cái cơ quan quyền lực đó, quốc hội đó đại diện cho chúng ta bầu ra những cái vị trí cấp cao của bên của chính phủ, đúng không? Chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, các phó thủ tướng, rồi bầu bên hành pháp luôn, có nghĩa là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, rồi chánh án tòa án nhân dân tối cao. Đó là những cái chức danh mà quốc hội bầu ra, đó là nhà nước. Chứ là cái gì cái thằng Kiên Giang nó có hiểu là nhà nước đó nguồn gốc từ đâu ra, không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó là dân bầu ra, như kiểu là phiếu đại cử tri đấy, đúng không? Anh nói là cái khu công nghiệp nó mọc lên ở các tỉnh, rồi kể cả cái hệ thống tưới tiêu nước vào đồng ruộng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ở đâu ra? Đó nhà nước làm chứ ai làm. Thì những cái đó, những cái đơn giản ở trước mắt đó không nhìn thấy mà cứ nghĩ là nhà nước là cái ông nào là rất là lạ lẫm. Nhưng mà những cái thực tế đó, đường xá đi lại, trường học, bệnh viện, rồi cho con cái của Kiên Giang đi học, rồi cái hệ thống tưới tiêu, xả lũ vân vân, đó ở trước mắt đó chứ đâu. Mà tại sao có những cái hàng hóa, ví dụ như là Kiên Giang thích mua cái gì cũng có. Tất cả mọi cái vật dụng, cái nhu cầu của con người ở trên thế giới này là hầu như ở Việt Nam đều có những cái mặt hàng đó để mua, để sử dụng. Thì ở đâu ra? Thì do ông nhà nước, ông điều hành mới có được cái kết quả như vậy. Chứ còn không, nếu mà không có sự điều hành sáng suốt thì làm sao mà có được những cái mặt hàng đó, có những cái sản phẩm đó để cho mà sử dụng. Ngay cả cái điện thoại để mà viết 3 cái còm tào lao mới lao đó là mình mới nói với tất cả một câu ngắn gọn như này, tức là người ta có cái câu ngoại ngữ, tức là một người lo bằng một kho người làm, đúng không? Cho nên là những cái đường lối của đảng, chính phủ và nhà nước mình nó đúng đắn thì đất nước mình mới phát triển. Chứ còn nếu mà những cái đường lối mà như kiểu như bọn ba que ấy, nó vẫn thường tỏ kích động ấy, là hằn thù với Trung Quốc ấy, hoặc là ra đánh nhau ở ngoài biển ấy, thì nói chung là đất nước Việt Nam hiện nay còn tan tành như mình mây khói. Việt Nam mình chỉ cần có tiềm lực mạnh như Mỹ ấy, thì bố ở Trung Quốc có dám gọi là khò khệ ở Việt Nam ngoài Biển Đông luôn. Đấy, chỉ tiềm lực mạnh như Mỹ thôi, không cần đông quê chỉ thế là đủ rồi, đúng không? Chơi cho Trung Quốc không gọi là có tí nào chứ ở lên tiếng luôn. Mỹ ông chơi ông Trung Quốc chung là vẫn không để sợ, chỉ gọi là dọa vớ vẩn thôi, chứ Dung nó có sợ đâu, đúng không? Nhìn để mà nói chính phủ Việt Nam mình lãnh đạo hơn cái bọn Nhà Trắng nhiều luôn. Đây nhìn mà xem đấy, đánh đã ra đòn rồi, ra vào chết đấy luôn, không phải nói nhiều, ít vào chất lượng, đúng chưa? Rồi còn xin mời anh xin mời anh chú Phan ơi, chú Phan ơi. Ok, chú Phan nói. Các bạn nói hồi nãy giờ nhiều, cho mình nói mà thêm một ý Nam Phong các em vừa nói, tức là chính phủ của ta là chính phủ, cũng em thân với em Nam Phong các em vừa nói là chính phủ của ta là những nhà lãnh đạo từ người dân mà ra, họ từ là người lao động chân chính, họ học hàm họ vị. Đó, từ những người dân, từ người công nhân, từ những người đi từ cơ sở lên đến, chứ chẳng có ai con ông cháu cha cả, cũng chẳng từ trời rơi xuống. Họ là xuất phát là từ người dân, từ những người là yêu nước, yêu chế độ, rồi người ta được bầu dân bầu cử lên, có nghĩa là chính phủ đấy là chính phủ của dân, do dân. Nhưng mà chúng tôi nói đây có thể các bạn bảo tôi bưng bô, nhưng các bạn thấy không, ở Việt Nam tại sao không có biểu tình? Không phải là cộng sản người ta đàn áp, thế cái cuộc biểu tình ở Bình Thuận là cộng sản đàn áp đâu. Người vô tình đàn áp công an vũ trang, đàn áp quân đội, đàn áp công an đứng đầu không ạ? Người ta không đàn áp nhưng người dân sao tôi không được vô tình. Chẳng qua cuộc đối tình ở Bình Thuận với ở thành phố Hồ Chí Minh với mấy chỗ này lẻ tẻ là người ta hiểu lầm thôi. Đấy, nhưng khi ta nhận ra rồi là ta thấy cái sai là ta không có biểu tình nữa. Tại sao là mấy chục năm qua đất nước ta không biểu tình? Người cộng sản đâu có đàn áp biểu tình đâu. Ví dụ là mấy vụ biểu tình ở cô Sa Nghệ Tĩnh ấy thì công an cứ đi theo thôi, đi theo biết được bà con biểu tình trong bà con về thôi chứ đâu có bắt bớ gì đâu. Đấy, cho nên là mình phân tích cho các bạn hiểu rằng ở Việt Nam là chính phủ và người dân là một, người dân rất đồng hành với chính phủ và chính phủ rất là vì dân. Đấy, tại sao mà các bạn bảo là Việt Nam tôi không như Myanmar, không như Hồng Kông. Myanmar người ta khác, chính phủ không phải chính phủ vì dân. Mà cảnh sát không bao giờ đi, lúc mà đi dạy biểu tình chú ạ, không đánh dân luôn, không đánh dân luôn đấy, toàn cầm khiên, cầm cái lá chắn để mà đỡ hạch chứ không đánh nhiều mới kiểu như quan Mỹ đâu, đập luôn. Việt Nam mình toàn là đỡ à? Xong rồi chắc là rồi cho mình nói đó, tức là công an đi theo để chống những kẻ nó lợi dụng nó bạo loạn thôi, lợi dụng nó bạo loạn nó đánh dân đánh nhau thôi, chứ hầu công an không can thiệp. Công an đi theo là để theo dõi xem là có kẻ nào manh động vào trong đó, tình là đánh dân thì đối là cơ công an không, rồi giá dân thì đánh dân thì dân với dân đánh nhau đối công an. Nên vì cái trường hợp này là các nước rất là nhiều, cho nên là Việt Nam thì nó khác hẳn các nước ở chỗ đó, là công an của dân, quân đội của dân, đều là của dân ta hết. Nên là ngay cái vụ ông Lê Đình Kình chỉ có mấy ông già cầm gậy gộc bắt bốn mấy chiến sĩ công an có đầy đủ vũ khí, đầy đủ nghiệp vụ về mặt vũ thuật, võ thuật, về mặt pháp lý. Họ được bảo pháp lý bảo hộ, họ vẫn đến bắt nốt 2-3 ngày vậy, cho ăn gì thì ăn cái đó, bảo nào thì nghe vậy. Trong đó 40 mấy chiến sĩ công an là đều có súng ống đầy đủ, đều có thứ lựu đạn hơi cay, đều có cho nghiệp vụ đầy đủ. Cơ động mà. Cho nên là đây là mình phân tích chưa được. Anh chú Phan nói vậy là em nói đi. Em phải phản biện chút xíu nha. Theo cái tư duy của cái đám bao que á, là dân chủ có nghĩa là phải giống Mỹ đó, biểu tình là cảnh sát phải cầm dùi cui, phải ra phải đập thiệt mạnh, đập thiệt đã thì mới dân chủ chứ. Anh nói Việt Nam có dân chủ mà không, cảnh sát không có đập dân, không có đập người biểu tình là không phải rồi. Cái đám bao que là nó phải dân chủ là phải vậy, phải đập. Thằng nào ra đường chống phá không cần chống, chưa kịp chống đứng mà tụ tập đông người mà ấy là nó đập thôi. Còn Việt Nam mình là nói như vậy, như cái tư duy của cái đám bao que là thiếu dân chủ đó, có nghĩa là cảnh sát Việt Nam mình bắt nguội, bắt làm người người biểu tình đó. Việt Nam mình là bắt nguội thiếu dân chủ, bắt nguội luôn. Các anh chị có thấy cái điều đặc biệt này không? Mình ra đường mình thấy có cái chuyện này nè, là mỗi lần mà em nói xíu hả anh? Nói đi. Dạ em thấy có cái điều đặc biệt vậy nè, mỗi lần mà cái ở đất nước mình mà có cái chuyện gì mà giống như mất an ninh trật tự á, thì tất nhiên là cũng có công an viên tới, nhưng mà em thấy hầu như là gọi điện thoại cho cấp trên không à. Em thấy mấy vụ rồi, cứ thấy ví dụ như đánh nhau hay là vụ mà mấy bà chống không đeo khẩu trang hay là chống dịch gì đó, là toàn là alo cấp trên là bây giờ phải xử lý sao không. Chứ đâu Mỹ đâu cần hỏi đâu, Mỹ nó không cần, Mỹ nó nói bây giờ là giơ tay lên, xuất trình giấy tờ giơ tay lên, còn không là nổ súng rồi, chứ nó đâu có đi hỏi cấp trên. Còn em thấy Việt Nam lạ lắm, có mấy vụ là cái gì cũng phải alo hỏi cấp trên hết, xử lý như sao, có cần thiết hay không, khi nào là cần thiết là mới làm, mới trấn áp. Thế không đấy, phải... công an của Mỹ nó được nhiều quyền hơn, nó được nhiều quyền để xử lý nhiệm vụ mà khi ra đường luôn. Còn qua Việt Nam mình nhá, phải xin cấp trên, kẻ lổ súng mà lổ chỉ thiên nhá, bắn chỉ thiên cũng phải xin, không phải muốn bắn là bắn đâu, nó hơn nhau là cái đấy. Bên Mỹ là bắn luôn luôn, người bên Việt Nam muốn bắn chỉ thiên phải xin phép. Đấy, Việt Nam á, cảnh sát mà bắt vi phạm giao thông á, là xuống xe là cái người vi phạm sao? Phải chào. Ông chào mày, chào tao chưa? Đúng không? Mày có chuyên đề không? Mày bản tên của mày đâu? Còn bên Mỹ là xuống xe là chưa kịp hỏi mày chào tao chưa, chuyên đề của mày đâu là bùm nằm đóng mẹ rồi, đâu kịp hỏi đâu. Nó khác nhau với dân chủ, nó khác nhau chỗ đó, nhân quyền nó khác nhau chỗ đó, phải biết phân biệt. Với cái đám bao que là dân chủ dân quyền là Mỹ là số 1. Không biết có bao que nào bị bắn chưa, chứ mà thấy vậy là nó bị hay á. Ở Việt Nam đâu bị bắn đâu mà nó bao que ngoan, bao que nào được bí của xã hội đâu. Không sao Mỹ. Police bật người Mỹ làm sao mà ấy, đấy mà bật bắn ngay toàn ngoan à, ra cái gì ngay đấy. chấp hành tử tế, không phải bắn không. Bạn Long nói đúng á, bạn Long nói chính xác á. Kích động thì nói chung là ở Việt Nam mình á, thì nói chung là kích động nói lớn lắm rồi, dân chúng là hãy đổ ra biểu tình này nọ kia lắm. Vậy chứ ở Mỹ ngoan ngoan, nhưng như cuốn nó không dám làm cái gì hết á. Nói cái vụ dịch này cũng vậy, thì mình tới giờ mình đâu có cần so sánh Việt Nam với Mỹ hay là phương Tây đâu. Giờ mình ngồi đây đúng không, mình vẫn livestream, vẫn nói chuyện, vẫn sinh sống, vẫn sinh hoạt hàng ngày đó. Chứ nếu mà mình ở Mỹ hay ở những nước phương Tây kia chắc thì mình đã được ngồi đây, hay là mình đang ở trên thiên đàng livestream trên đó đâu. Khỏi biển mà mình đâu thích lên thiên đàng đâu. Vậy nó ghê bỏng mẹ, ai lên nó làm gì, mình thích ở dưới hạ giới thôi. Cho nên là mình thấy mình ở vậy là mình hạnh phúc, mà ở Việt Nam vậy là hạnh phúc rồi, chứ mình đâu thích lên thiên đàng giống như các nước tư bản gì đâu. Có mấy trăm ngàn người lên thiên đàng chứ mấy, ít xỉn nè, đâu có nhiều đâu. Đó, cho anh nói thêm một ý nữa cho mấy anh dân chủ anh biết này. Mình nói thêm ý nữa cho mấy chủ trụ biết này. Ví dụ như ở bên Mỹ thì các doanh nghiệp đóng thuế tính chết đi, phải không? Đóng thuế còn hàng mà các doanh nghiệp rồi các nhà kinh doanh, các hộ kinh doanh có thuế đóng thuế chết. Ở Việt Nam thì nói thật với các em thì mình không kinh doanh, mình nói không đóng thuế thì tụi ba quê không tin. Nhưng ở Việt Nam có đến cả triệu, 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, có ai lên mạng nói xấu nhà nước còn thu thuế bây giờ đâu, có phải không? Người rất là kinh doanh, rất là tự do, kinh doanh rất là tự do, rồi cơ sở lớn cơ sở nhỏ là nhà nước cũng thu thuế gọi lại là rất là ít. Đấy, chung là không thu nhiều trong nước. Nếu là Việt Nam mà đóng các loại thuế mà mấy trăm lần thuế tụi bà quê nói thì các doanh nghiệp nó lên thì nó khác nhau đấy. Chú Phan ạ, nó khác nhau ấy. Ở Việt Nam nhá, đúng không? Ở Việt Nam ấy các doanh nghiệp lớn ý, to như kiểu ông Vượng đi, đúng không? Bố bảo là trốn thuế đã là to nhá, đã được ưu tiên nhá, không cần trốn thuế luôn, phải đầy đủ. Nhưng bên Mỹ ý, đấy gì đô trăm đấy, đóng thuế bao nhiêu? Một năm có 700 đô à? Nó hơn nhau ở cái đấy. Dân thu rất là nhiều, rất là cao, nhưng mà cái tầm mà cái bọn mà có học ấy, cái bọn mà đầu tóc sỏi chả thu gì được của nó cả. Nhưng Việt Nam nó khác. Đúng rồi. Nhưng mà các cái kiểu như là các cái tập đoàn lớn ấy, Vingroup hay là mấy, bố mà làm trốn thuế luôn, kiểm toán nó cái làm chuẩn luôn, không thu lách thuế gì cả, đúng không? Mỹ lại gì thu lách đấy. Thì vậy bên nó mới khoảng cách giàu nghèo, nó mới sẽ càng ngày càng xa. Thằng giàu không có nó đèo, thằng nghèo nó thu. Nó lỡ chứ. Nên là 90% tài sản nằm trong 1% của mấy thằng tài phiệt, 1% dân số. Cái đó nó là ý nhóm mà, coi cái giới tài phiệt nó trốn thuế, dân có biết đâu. Dân thì há mồm đóng thuế, giới tài phiệt thì nó trốn thuế, nó mua từ cả tổng, nó mua cả thế giới luôn. Em nói bên Mỹ có cái nhà đúng không, ở Việt Nam có cái nhà cả đời không đóng đồng nào, ai dám lấy nhà không? Bên Mỹ mà không đóng thuế nhà coi có ở được cả đời không? Thử đi, mấy Việt kiều ở đây có ông nội nào Việt kiều đâu, xác nhận giùm cái kiểu nhà rồi. Đúng không? Rồi, ông không thế là mất cái nhà ra đường ở. Còn ở Việt Nam tôi xây cái nhà đó để 10 đời ai dám đụng tới không? Thế ba que nó vẫn bảo Việt Nam mình là Việt Nam thua Mỹ là sao? Việt Nam mình là giấy gì? Giấy quyền sở hữu đất không bằng Mỹ. Mỹ đâu là cái sổ đỏ nó khác với mình. Nó chỉ là tên thôi. Mình là của mình, là mình quyền sử dụng chứ không phải của đất của mình. Đấy, những cái ông mà hôm nay hôm qua hôm kia em có coi anh, em có coi một cái clip cũng không biết bên Mỹ hay sao á, tức là cái dãy nhà đó, hình như cái chuyện này cũng cũ rồi, năm 1980 mấy á, cái dãy nhà đó là nước Mỹ đang muốn là gọi như là chuyển người ta đi đó, cái kiểu giống như là mình á, thì nói chung là cái dãy đó là hầu như không chịu đi, họ không chịu đi, cái cuối cùng chính phủ đưa F-16 đến làm việc luôn, làm việc cho nguyên một cái dãy đó, nguyên một đường lâu rồi. Cái đó lâu, cái đó cái năm 8 mấy tán phát đem bom thả luôn mà. 8 mấy mà bây giờ mới kiếm được. Mà cứu hỏa đứng im nhá, không cứu để cháy hết luôn. Khổ vậy. Có cái vụ nhà sập, nhà 10 mấy tầng bên Mỹ sập là do cộng sản Việt Nam qua rút ruột công trình đó, cho nên sập cái nhà 10 mấy tầng bên Mỹ đó. Đúng rồi, chính xác rồi. Cộng sản Việt Nam qua rút ruột công trình, nó lấy tư duy cộng sản điều nó xây nhà sập. Công nhận cộng sản giỏi thiệt, qua Mỹ rút ruột công trình mà nhà sập luôn mới ghê chứ. Công nhận cộng sản rồi, hết thuốc chữa rồi, quá siêu. Bởi vậy em mang nộ bà mẹ nói tôi đi đâu giờ cộng sản đi tới đó tôi sợ quá rồi. Thấy ra là Bây giờ cho mình nói hết cái ý hôm nãy mình đang nói giữa, tức là ở Việt Nam có khoảng trên 1 triệu doanh nghiệp tư nhân, còn những hộ cá thể kinh doanh là khoảng mấy chục triệu, có phải không? Nhà nào có kinh doanh, hầu nhà nào kinh doanh, có thấy ai lên mạng là kêu nhà nước Việt Nam bóc lột thuế của dân đâu? Có thấy ai kêu cả tao đóng thuế đắt quá không? Có phải không? Đây là bằng chứng em mà nói thật, cái góc độ này mình cần nói cho mấy ông bà quê ông hiểu, tức là doanh nghiệp tư nhân khác, còn hộ cá thể khác nhá. Hộ cá thể mình đâu có thua, có con dấu đâu bạn số thuế, hầu như là ở Việt Nam là mấy chục triệu hộ định kinh doanh nhà có rất nhiều. Cháu kêu cho ô tô cao quá, thì ô tô đắt quá, mỗi người đắt cao, ô tô cao quá, rất bị bớt đi. Người kinh doanh về xe taxi, người kinh doanh nhà trọ, người kinh doanh quán ăn quán cà phê, người thì kinh doanh buôn bất động sản, người thì làm các công xưởng, người làm du lịch, tức là nhà kinh doanh, người kinh doanh có ai lên thì kêu tôi đóng mấy trăm cái thuế không? Chỉ có mấy thằng dân Phú Quậy lên để nói láo nó lếu. Đâu là Việt Nam đóng đủ thuế, mấy trăm loại thuế thì là buôn vệ sinh nó không bao giờ đóng thuế. Nhưng mà bây giờ vậy nè, thuế là trách nhiệm, còn nếu mà thằng Kiên Giang hay ai đó ở đây mà không muốn đóng thuế là anh chỉ cách cho, đúng không? Đúng rồi. Cứ lên rừng ở với khỉ đi, ở trên rừng mấy con khỉ không có con nào đóng thuế đó, hỏi đi học. Đúng hỏi nước có tiền để mà lo dọn thì phải thuế, không thuế thì tiền đâu mà phải nó không ai đóng thuế đâu, không ai bắt đóng thuế đâu ha. Cứ vậy đi Kiên Giang. Ở trên Tây Nguyên đồ còn rừng nhiều lên nó ở khỏi đóng thuế nha. Vô rừng á thì đừng vô mấy đô thị vẫn phải đóng nha. Mà sợ đóng thuế quá thì cứ kiếm cái rừng mà cái hang nào sâu thiệt sâu vô đó ở, rồi xong khỏe, không ai bắt đóng thuế hết. Đơn giản thôi, có gì đâu khó. Lúc nào kia xưng nghèo làm không chịu làm, đến giờ cái giờ làm đi vậy đi chạy Grab kiểu này nó đem cái nghèo ra để nó bao biện thôi. Cái loại là giải thể cộng sản, cái loại là đây giải thể cộng sản đã đảo anh Bằng. Mà cái mấy comment mà của mấy đứa mà nữ này nè là nó giống như nó mặc định đó, em đọc nãy giờ nó có một cái câu nó cứ mặc định nó đi tới một thằng, đúng rồi, một thằng cái điều khiển nó mặc định. Thì nãy anh Bằng nói thằng gì đó, Khánh gì đó là chính xác rồi đó. Tại vì có comment là mỗi đứa một cái xong rồi nó mặc định cãi phải không? Này... Rồi, cảm ơn bạn Nguyên, cảm ơn các em nhá, cảm ơn các bạn trẻ nhá. Rồi, chào các bạn, chào các bạn. Khải ơi Khải, có mày đây nhớ lần sau mày cứ vào thì giết đàn anh cho mày quậy thoải mái, nhưng mày đừng có chửi tục, mày chửi mà có tục có bệnh là thứ nhất, thứ hai mà xúc lãnh tụ lốc thôi, có thế thôi. Rồi xin chào mọi người, nhắn nhủ đến Khải thế, còn mày vào trong diễn đàn anh mày so mày quậy thoải mái nhá. Xin chào.